có báo rồi, bây giờ đang đợi công an xuống rồi con cũng tắt máy nha con. Công an tới rồi, để con vô trong lấy xe cái. Dạ. Thôi như con, công an tới quá đông rồi. Bốn người. Tôi cũng ăn nhậu với lại ấy với nó nhiều lắm. Rồi sao chị biết? Chị là hồi trước đó là chị bán cà phê ở trên đó cách này 2 năm. Dạ. Là nó không, lúc đó là nó không có vợ. Vợ thì vợ hờ gì đâu chứ không có. Dạ. Mà suốt ngày là coi như là đi qua cái chỗ chị bán đó. Rồi uống cà phê ngay cái chỗ mà cái phường Xuân đó. Dạ. Nó ngày nào sáng nào cũng uống ở đó hết á. Nhưng mà chừng cả hồi đó là cách đây hơn hai năm là cả hồi đó là đang kiểm dịch đó. Yeah. Dịch mà dịch cũng đang dịch đầu dịch đó. Yeah. Thì nó là cỡ một tuần hoặc là 5-7 bữa là có cái băng đàn bà cỡ 50 năm mấy, 4 mấy. Yeah. Là tới cái nhà đó, cái nhà nó là ở cũng gần ở đó đó, gần cái phường Tịnh Xuân đó đó. Yeah. Là nó có thờ những cái tượng Phật này kia nọ đó. Yeah. Nhưng mà này thằng này là nó giả thôi, nó giả chứ nó không phải được tu hành gì hết á. Mà thầy này ông Vũ là thầy cúng. Thầy cúng gì bây giờ chắc nó nói vậy chứ thầy cúng gì đâu, không có cúng có ai gì hết á. Chẳng qua là chắc nó đi chùa hồi trước á, hồi không biết là nó như thế nào thì không biết, nhưng mà khi mà chị bán ở đó là nó sáng ra là nó uống cà phê xong rồi là nó lằng sàng ở cái chợ Thạnh Xuân á. Dạ. Yeah. Đó là nó đi sàng vậy, ai cũng biết cái chợ, ai cũng biết nó mà. Yeah. cũng ghê gớm lắm. Bình thường thì không mấy nhưng mà nó cũng ghê gớm lắm. Ghê gớm là sao cô? Nó ghê gớm là kiểu như là nó cũng ăn chơi đó. À. Rồi này nọ, còn bây giờ thì nghe nói là nó có vợ, rồi vợ đang đẻ, thì lúc này nó có vợ thì mình không có biết. Yeah. Nhưng mà lúc trước á, cách này hơn 2 năm rồi, là nó có thằng em nó là cũng như cái dạng như là đâm thuê giết mướn á. Yeah. Là đi tù. Yeah. Đó, đi tù rồi là bỏ lại cho mẹ nó, là bà mẹ nó là bà có ông chồng. À, ông chồng thứ hai đó. Yeah. Là cái ông đó ông trẻ hơn bà đó, mà ngày nào bà cũng đi ra cái vườn rau đằng sau đó, bà hái rau muống rau đùa là cho ông đó qua bán. Yeah. Là nuôi mấy cái đứa nhỏ của cái thằng con của bà mà. Yeah. mà giết đâm của người ta rồi đi tù á. Dạ. Yeah. Đó, còn cái thằng Vũ này á, tên Vũ này nghe nó bị khùng hả cô? Không có khùng đâu, nó. Yeah. Không có khùng đâu. Nó cái kiểu viên giang hồ nó mà, chứ nó không có khùng đâu. Dạ. Yeah. Nó khôn ngoan lên chứ không có khùng đâu. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái kiểu như cái dạng giang hồ á, anh em. Yeah. Nhà nó là giang hồ á. Còn nãy nó dí con với sức sống mới nè. Dí bỏ xe quả nó giờ 2 năm đi chiếc xe về, đang gọi cơ quan lại lấy xe về nè. Bởi vậy cho nên bây giờ nếu mà cái trường hợp như vậy á, là thì cháu đi báo công an đi. Công an phường ở đó là cũng rất là ghét nó. Mà không có một cái nói chung là nó làm cái gì không có cái lý do mà để mà người ta là ấy. Nó chỉ quậy sống gì, nó chỉ quậy mấy người ở đó thôi. Yeah. Chứ không có cái cớ nào mà họ bắt nó. Nên bây giờ cái dịp này á, thì cháu bây giờ hai cái xe của cháu là nó bị dí hả? Dạ, con chạy được một xe, tại vì lúc đó xe con để trên chìa khóa đó, con một con vừa ngừng lại thôi, ngừng ngay trước cửa nhà thôi, là 5-6 thằng nó cầm cây rồi cầm hàng dí con, hên con lên đầy máy xe chạy kịp, rồi xe kia sức sống mới rồi để chìa khóa trong túi bỏ chạy luôn. Bây giờ con không dám ra, không dám lại nè. Bây giờ là cháu đi báo công an á, chứ còn bọn cháu là không có ấy, bởi vì là nam có nữ có, mà ở đó nó là cái địa bàn của nó rồi. Yeah. Nên mà tụi cháu mà đi đến đó mà không mấy là lạng quạng là không có biết đường đi đâu. Dạ. Yeah, đúng rồi. Nó là nó biết đường đi hết, đường đi nước bước của nó là nó biết hết, nó không có phải là thầy cúng thầy ái gì hết, chỉ có là chắc là nó thuộc gì mấy cái đó thôi, rồi. Yeah. Nó phỉnh phờ cái bà già này. Rồi nó phỉnh người này người cô nọ. Cô cũng rành về cái tên Vũ này quá hả? Ôi rành lắm, tại vì. Yeah. Biết không, hồi đó là cô bán cà phê cái đợt mà dịch đó. Yeah. Cô bán cà phê đó là
là ngày nào nó cũng đi qua đó, đi ngang qua đó là nó uống cà phê ngay cái chỗ mà cạnh cạnh cái phường, cái công an phường Thịnh Xuân luôn đó, Dạ cái nhà là đó nó không, cái nhà đó là cái nhà của mẹ thôi, hiện tại giờ sống trong cái khu đường cái gì TX31 rồi, đang ở nhà đó. TX31. Dạ đúng rồi, À bây giờ là nó lại làm cái nhà đó hả? dạ đúng rồi, ở trước bên hông có miếng miếng đất là để đất đang bán nữa. À, vậy là chắc nó lừa nhiều người ấy, là nó lấy tiền nó mua đó, chứ hồi đó Dạ là nó ở với mẹ nó thôi. Nó ở với mẹ nó rồi, thời gian sau này thì cô đi, cô không có bán ở đó nữa, nhưng mà bây giờ vừa rồi ấy, là cô lên trên YouTube á, cô thấy cái thằng này cái mặt sao giống quá, giống giống cái thằng Vũ này quá, thì cô có hỏi cô đứa con gái là bảo gì sao mà mấy con gái của cô á, là hồi trước nó lên, nó cũng lên, nó bán cà phê với cô á, là nó mới kết bạn với thằng này, là nó kết bạn là kết bạn vậy thôi, tại vì là nó đi qua đi lại rồi nó thấy con bé này có một đứa con rồi, thấy không có chồng á, Yeah. rồi nó chọc vậy thôi, nhưng mà cô là cô biết hết rành hết nó rồi, nên là tôi cũng cũng nói là không quá, nhưng mà chỉ ấy vậy thôi, chứ còn chừng có mấy bữa là con gái chị nó về rồi, con gái cô nó về xong rồi là ở đó thì nói chung là nó là như vậy đó. Bây Yeah. giờ á là tụi cháu mà nếu như á đừng có làm nha, bị động nó bây giờ, cái bọn của nó là hàng ngày nó lên YouTube, bây giờ cô này cô là cô cũng không có rảnh thời gian đâu, mà cô mở là cô thấy cách này bao nhiêu phút là tụi cháu có đi đi quay phải không? Dạ. Cho nên bọn của nó là đứa nào nó cũng có máy, có móc, có này có nọ kia, nó theo dõi tụi cháu là đi tới đâu như thế nào rồi. Cho nên Yeah. là bây giờ không, mình không có làm như vậy nữa, nó động. Bây giờ lặng đi. Đó, để cháu mới 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 mới, mới ra ngoài chợ Thạnh Xuân đó đó. Là cháu tiếp cận với dân á, với mấy người ngoài chợ đó, là cháu phải lấy cái số điện thoại của người ta, rồi cho cái số điện thoại của cháu, là người ta báo như thế nào đó chính xác thì tụi cháu tới đó, là cái số điện thoại á, thì phải là cái số điện thoại của những người mà cháu cháu được tiếp cận ha. Chứ Yeah. còn bọn nó hàng ngày nó lên YouTube á, xong rồi là nó chỉ cháu chỗ nọ chỗ kia, nó tốn, nó nói cháu đi, bọn cháu đi mệt luôn á, Yeah. không phải một mình nó đâu, nó rất là nhiều người, bởi vì nó ăn chơi nhậu nhẹt suốt ngày như thế. Hồi đó cô ở đó là cô biết rồi, lâu lâu á, là có một cái băng đàn bà đó, là hút thuốc nè, nhậu nè, uống rượu nè, cà phê cà pháo, là đến nhà nó, cái nhà nó là cái chỗ không phải nhà nó mà đến nhà mẹ nó đó Yeah. đó, là ăn nhậu ở đó. Nên là bây giờ này thì nó làm nó chỗ khác thì cô không có biết, Yeah. nhưng mà cô bây giờ cô được biết, nhưng mà cô thấy tụi cháu cô cũng thương quá, đi đi tìm mà thấy lên YouTube như vậy là bọn này thì đâu phải một mình nó đâu, nó nhiều người lắm, cho nên là nó thấy là nó báo cho cháu chỗ này chỗ nọ chỗ kia là cũng mệt. Bây giờ là cháu tiếp cận với người dân á, Yeah. người dân là cái chợ đó nè, nói chung là cái địa bàn của nó rồi, ở đó ai cũng biết hết á, nhưng mà ai cũng ghét nó chứ không ấy, tại vì không không ghét nó nhưng mà không biết làm sao đó, nên là giờ là cháu phải tiếp cận với người dân á. Mình im đi, đừng có lên lên như vậy nữa, mà lên như vậy mà đi tìm đi đồ mà lên như vậy quay như thế á, là bọn nó là cái đồng bọn nó là nó biết hết rồi, Yeah. cho nên là nó mình là không không mình không có an toàn đâu Yeah. đó. Nên bây giờ cháu ra cái chợ Thạnh Xuân đó á, là bây giờ mình hỏi nó rồi, mình hỏi người ta làm lấy số điện thoại của họ để người ta nhờ người ta theo dõi là nó bây giờ nó chỗ nào đó chính xác, là mình nạp vô luôn Yeah. đó. Còn bây giờ mình nếu mà trường hợp bây giờ hiện giờ mà cháu đi mà bỏ nó dí chạy như thế là cháu báo công an cho nó, bọn bọn tôi là đi nói chung là đi đi quay cảnh đồ này nọ thôi, nhưng mà đi tới đó là bị cái bọn nhóm nào trong cái nhà đó, cái chùa đó dí tôi là bây giờ là bỏ lại xe, bây giờ tôi nhờ là công an là đến đó để mà tôi lấy lại chiếc xe đó, mình mới báo. Tại vì hiện tại con muốn tiếp xúc với anh Vũ để mà xem, tại vì một có một mình phải nghe hai phía. Con cũng muốn gặp ông Vũ này để mà lên ảnh lên đến đính chính rồi ảnh có nói câu chuyện coi thử U70 này có câu chuyện có đúng hay không.
Nhưng mà hôm nay con với hai anh em, con với thứ sống mới mới vừa xuống xe thôi là 4-5 người nó cầm cây cầm hàng nó dí rồi. À, cho nên là cũng thôi, bây giờ cháu nói chung là cháu nói như vậy thì cô cũng đồng ý là để thử cái sự việc cái bà già kia, bà nói có đúng là không? Nhưng mà cô nói 100% là chắc là đúng rồi đó. Thằng này á là nói chung là nói về cái công an ở đó người ta cũng biết. Đó là cho nên là bây giờ là nói chung là cháu không phải cần phải hỏi nó để mà lãi, nó không có đàng hoàng mà nó ngồi đó nói chuyện mà nó lãi đâu. Bởi vì bà kia là bà đưa tiền cho nó là không có bằng chứng. Đó, mà thứ nhất, thứ hai nữa là nó nói là nó không biết bản hay này kia nọ. Bây giờ chỉ có là bắt nó, công an bắt nó, giờ cái việc đó là chắc chính xác rồi đó. Bây giờ chỉ có không, mình không có tiếp cận mà nó hỏi nó được đâu. Hỏi nó nói là chứ mấy ông đừng có nghe này nọ kia, hoặc là bà đó nó cãi tay đôi tay ba là cũng không được. Bây giờ là cái dịp này cháu, tụi cháu đi quay đi cũng giống như là đi bắt để đi hỏi nó cho nó rõ đó. Nhưng mà bây giờ bị nó dí là cái xe là chưa lấy được, thì bây giờ cháu báo công an á, công an ở cái phường đó. Đó, cháu báo công an phường đó là tụi tôi là đi quay có, cảnh có báo đi. Rồi bây giờ đang đợi công an xuống rồi cô cũng tắt máy nha con. Công an tới rồi để con vô trọng lấy xe cái dạ. Sao như con, công an tới quá đông rồi, 4 người.